Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để học khi mà tham gia vào quá trình team. Đầu tiên là chúng ta sẽ được học một cái khóa học ở trên kinhdoanhonline.com. Trên kinhdoanhonline.com, sau khi chúng ta mua khóa học dropshipping thực chiến ở trên kinhdoanhonline thì chúng ta sẽ được active và chúng ta sẽ học khóa học này ở trên kinhdoanhonline nha. Và chúng ta vào trong phần khóa học, vào phần trang 2. Đây là cái khóa học mà chúng ta sẽ được nhận dropshipping thực chiến. Thì khi mà các bạn mua đấy, các bạn thêm vào giỏ hàng mà các bạn mua thì email của bạn sẽ nhận được bát nhé. Bạn thêm vào giỏ hàng, sau đó là tiến hành thanh toán luôn. Sau khi mà thanh toán xong thì bạn sẽ học online trên này, và trên này có các cái module, có các module để học đấy. Đấy, tiến hành thanh toán, điền các cái tiến hành thanh toán, các bạn điền các điền thông tin tài khoản về thông tin để mua cái khóa học này. Sau đó là khóa học khi mở được active đấy thì bạn sẽ học cái khóa học này ở trên nền tảng này nhé. Khóa học được trang bị sẵn ở trên đây, đúng không ạ? Và chương trình đào tạo bạn sẽ học 10 bài. Sau khi mà học 10 bài này xong ấy, ngoài ra thì bạn được tham gia vào trong một cái group có tên là quá trình team. Thì trong đây là có mốt, rồi là có đội ngũ admin hướng dẫn các bạn và shopbot từng vấn đề nhá. Gặp khó khăn thì chúng ta sẽ thảo luận trực tiếp ở trên này. Ngoài ra là chúng ta được tham gia vào hai nhóm nữa, đó là group shopbot 1 và group shopbot 2, các group quá trình này. Trong đây thì sẽ được hướng dẫn các cái hướng dẫn về quy trình đăng bài, rồi là quy trình chốt đơn, và là các cái hướng dẫn ở trên này, các hướng dẫn trên này của mốt rất là nhiệt tình nha. Đây, và cái nhóm này ở trong này sẽ được chỉ dẫn thêm, được hướng dẫn thêm ở trong này, và có các cái content, các cái vấn đề ở trong này được hướng dẫn thêm trong này. Ngoài ra là chúng ta được nhận một cái bộ content có tên là quá trình, đúng không ạ? Bộ tài liệu cho new buy. Thì khi mà tham gia quá trình thì các bạn gửi cho admin cái email, các bạn sẽ được nhận cái bộ content này. Trong bộ content này á sẽ gồm các cái content về hướng dẫn đó, các cái tiêu đề này, các cái content mẫu để chúng ta đăng bài trên fanpage hoặc đăng bài trên marketplace một cách hiệu quả, được đội ngũ admin và các bạn đi trước á là đang sử dụng rất là hiệu quả rồi, và bây giờ được trang bị lại đây để chúng ta có thể nhận được. Ngoài ra thì trong bộ tài nguyên này chúng ta sẽ được nhận các cái hướng dẫn về Facebook, bán hàng trên Facebook, bán hàng trên Instagram. Các cái ebook này rất là chất lượng. Đấy, được đội ngũ mốt và đội ngũ admin nhà phát triển của Fori viết lại rất là tâm huyết. Chúng ta hãy đọc và nắm những kiến thức này một cách bao quát và hình dung được là đối với new buy chúng ta cần trang bị những kiến thức gì về hướng dẫn về shopping. Đó, những cái vấn đề này là vấn đề trực quan. Ngoài ra là chúng ta còn nhận các cái tài nguyên khác như là ebook này, các cái nhóm có nhiều thành viên để chúng ta tham gia bán hàng, và bộ tài nguyên hình ảnh. Thì trong này là có các cái khung ảnh để chúng ta có thể chèn khung, đúng không ạ? Chèn khung để lách các vấn đề về marketplace, hoặc là xây dựng Shopee, hoặc là xây dựng các cái shop mẫu ở trên các cái kênh online một cách hiệu quả hơn. Đó, các cái khung ảnh này rất là đẹp và được đội nhóm mốt sử dụng rất là nhiều trong cái quá trình kinh doanh. Ngoài ra thì các cái bộ link ảnh, ví dụ như là các cái link về ngách thời trang là được tổng hợp toàn bộ theo một link như thế này, để chúng ta có thể vào trong đây chúng ta lưu hết luôn, và đây chúng ta tải xuống là tải một lần luôn, là chúng ta sẽ tải toàn bộ các cái sản phẩm này ở cùng một file, và chúng ta có thể check online hoặc là tải về máy tính, hoặc là sử dụng ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta mong muốn. Ở đây là được chuẩn bị sẵn ở đây rồi, và tất cả các bộ tài nguyên này đang được update liên tục, thêm các cái module kiến thức khác nữa. Đấy, thì quá trình tham gia quá trình team thì bạn ngoài việc học trên kinh doanh online Z, có khóa học online ở đây và 10 module này, chúng ta được hướng dẫn ở trong nhóm Zalo, chúng ta được hướng dẫn trong nhóm Zalo như thế này, chúng ta được tham gia vào các cái group ở trên đây, và trên này thì được các cái bạn đi trước mốt và admin chia sẻ những cái hướng dẫn
thêm những cái điều mà cần phải chú ý trong cái quá trình triển khai để chúng ta làm hiệu quả tốt hơn và nhận được cái bộ tài nguyên dành cho New Buy để chúng ta có thể thực thi được tất cả những cái công việc một cách hiệu quả nhất trong cái quá trình làm dropship. Đây là cái quá trình mà tham gia coaching và các cái bạn những cái điều mà bạn sẽ nhận được khi mà tham gia vào trong cái team này. Và hiện tại thì trong cái team này trước đây á, là các bạn đi trước á, là phải trả giá một cái khoản phí tham gia cho team này là khoảng tầm 1-2 triệu. Nhưng mà hiện tại á, là vì tình hình dịch là đội ngũ Mode và admin đã quyết định là show up cho việc sở hữu toàn bộ tài nguyên này và cái quy trình đào tạo này là trị giá là 699k thôi, là chúng ta có thể sở hữu toàn bộ những vấn đề này và được shopbot làm việc trực tiếp. Ngoài ra là chúng ta được sử dụng cái bảng giá coaching. Ngoài ra là sử dụng cái bảng giá coaching, ví dụ như là về ngách thời trang ở đây thì chúng ta được nhận cái bảng giá coaching này, ngoài rẻ hơn cái giá dropship. Đây, cái bảng giá mà các bạn sẽ được nhận là cái bảng giá này. Đó, rẻ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Rẻ hơn rất nhiều so với giá dropship và cái giá bình thường. Ở đây tăng cái sức cạnh tranh của chúng ta lên. Đấy, và các cái ngách khác thì các bạn sẽ được nhận giá coaching để bắt đầu khởi nghiệp. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công. Nếu mà có yêu cầu hay là cần thiết thì hãy liên hệ với Min qua số điện thoại 0365 988 719. Xin chào và hẹn gặp lại.